mình đã tiết kiệm được mấy chục triệu tiền tiêm mission căng bóng cũng như là Therma để nâng cơ chỉ nhờ vào 4 em sản phẩm này. Mọi người có tin được không? Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi hai cái tấm hình da thật của mình nè. Chỉ thay đổi sau 2 tuần thôi đó. Và bí quyết cũng vô cùng đơn giản, đó chính là từ sáng đến đêm mình đều dùng đúng một bộ sản phẩm này nè. Sau khi rửa mặt thì mình sẽ bắt đầu với em nước thần này. Đây là chai nước thần La Mercy Hydro Flux, gọi là nước thần nhưng thật ra nó lỏng hơn serum một chút. Mình sẽ sử dụng ngay sau bước toner. Và đây mọi người nhìn nha, khi mà vừa bôi lên da dù da đang khô cỡ nào cũng căng bóng ngay lập tức. Da ngậm nước và được cấp cho nên nhìn cực kỳ mịn màng và đàn hồi luôn. Trong chai này thì chứa toàn tế bào gốc thực vật cho nên cực kỳ lành tính với mọi loại da. Đây được xem là bảo bối cho làn da khô thiếu nước trầm trọng. Và hiệu suất thì gấp đôi HA luôn đó nha mọi người. Tiếp theo đó chính là kem ngày La Mercy. Trong em này thì có chứa thành phần niacinamide, arbutin cho nên sẽ cực kỳ phù hợp với mấy bạn nào mà da bị xỉn màu nè. Sau 2 tuần sử dụng em này thì da của mình nâng tông và sáng hơn hẳn 2 con luôn đó. Dĩ nhiên kết thúc routine buổi sáng sẽ là kem chống nắng SPF 50 PA 3+. Em kem chống nắng La Mercy này với khả năng chống nước cam cùng với các chỉ số an toàn cho nên sẽ bảo vệ da khỏi tiêu UV. Ngoài ra còn cung cấp cho da một lớp nền mềm mịn trong veo luôn. Em này thì cũng có khả năng kiềm dầu cao cho nên mọi người cứ vô tư sử dụng. Mỗi sáng ra đường không cần makeup gì hết, chỉ cần cái em kem chống nắng này là vô tư luôn. Và buổi tối thì mình sẽ tập trung vào chu trình chống lão hóa bằng em nước thần và em kem chống lão hóa của La Mercy. Cái tên của em này cũng rất là đặc biệt nha, là kem Botox La Mercy Anti Wrinkle. Gọi như vậy là tại vì em này có khả năng làm căng da y chang như đi tiêm Botox luôn. Đây chính là bảo bối cho những ai có làn da bị chảy xệ, nhăn nheo vì lão hóa này. Sau 2 tuần sử dụng thì da sẽ mịn màng hơn, lỗ chân lông nhỏ đi và da cũng trắng sáng hơn nữa. Mọi người đừng có nghĩ là còn trẻ thì sẽ không tập trung vào chu trình chống lão hóa nha. Tại vì cái gì cũng vậy, mình phải phòng ngừa trước khi là phải chữa trị. Bí quyết thì cũng đã có rồi đó. Mấy mom nào mà vừa muốn đẹp vừa muốn tiết kiệm thì cứ nhấn vào đây để mua được hàng chính hãng nha. À ngoài ra bên này cũng có rất là nhiều sản phẩm về chăm sóc body nữa đó. Có ai hóng mình lên clip đúng không nè. Bye bye.